bắt đầu cái tới nước lớn giật máy gái chạy gì à thẻ thẻ à khỏi lội sình nữa khỏi lội sình nữa ồ rồi hiếp bỏ đây bỏ đây ê quát đừng lấy nữa rồi để xuống 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 điều. Dạ thưa bà con cô bác quýnh chị, thì hiện nay thì đến đây cũng gần 1 giờ chiều và bụi hồ thì chạy sau lưng anh cò để mà cùng với anh để đi thực hiện một cái ước mơ của anh cò, đó là mua một cái chiếc ghe để cho anh có một cái phương tiện nào đó để anh mưu sinh trong cuộc sống. Cô bác quý anh chị có thấy chiếc xe của anh cò chạy không? Đó là một cái chiếc xe 50 á, xe cũ á. Ba cha con mà ngồi trên một chiếc xe như thế này nè, chạy thì cứ lè tè. Nhìn một người đàn ông mà chân trần á, chân là không có mang dép luôn á cô bác quý anh chị. Nè đó, đây cho cô bác quý anh chị thấy nè. Rồi chở hai đứa con của mình đi đâu cũng chở con đi theo hết trơn á, để mà đi mua ghe nè. Thấy cái cảnh này thấy tội ghê. Cô bác anh chị bây giờ đã đến cái nơi mà anh cò cần mua một cái chiếc ghe. Cái chiếc này gọi là chiếc vỏ lãi anh cò. Vỏ lãi BK. Ờ. Anh mua loại nào? Loại 2 tấn. Hả? Loại 2 tấn. 2 tấn hả? Ờ 2 tấn mà chạy dài 8 thước rưỡi. Ờ ông chủ đâu? Chú đâu? À. Thì ở đây cái loại 2 tấn chạy dài 8 mét rưỡi là giá bao nhiêu hả chú ha? Không. Ta mua đẳng cũng biết giá rồi. Khoảng nhiêu à? 10 mấy triệu á. Có 10 mấy triệu hả? Ừ. 13, 12 gì. Bà hỏi em nó mua ở đây thằng mấy thằng... Cái máy là nhiêu nữa? Nếu như mua cái máy là nhiêu nữa? Cái máy là 7 triệu á. Ờ, là máy 7 triệu mà đây không có cái máy loại đó đâu. Bởi vì máy nhỏ nhỏ lướt sóng không nổi. Mình đi sống lướt không nổi. Anh còn nói là phải mua cái máy 18 ngựa. Cái máy 18 ngựa là 7 triệu mấy. Ừ, là đó là cái máy không, nó chưa có tính cái mà là cái dàn taxi là bằng inox. Là thằng đó là 3 triệu rưỡi nữa. Là 11 triệu rưỡi. À rồi một cái cánh của nó đó là cái trứng vịt đó là cái 600 ngàn nữa. Là mấy chân là 3 cánh. Là 1 triệu 8 nữa. Ừ. Là cũng mười mấy triệu rồi. Ừ. Cái chiếc ghe này 12 triệu hả? Không biết, đã hỏi người ta coi, đã hỏi chủ người ta. Đang đợi chủ ăn cơm. Ừ. Thì sao chú có người không? Rồi mình đâu có mua cái thứ mà dở là không được, nguy hiểm lắm. Nó dễ gây ra cái chuyện không được an toàn cho mình, rồi nước biển sông này mình nó mà xảy ra chuyện cái một là hơi mệt á. Nghe ở chỗ nhà chú May đó, nghe chỗ thằng hàng tiện mép bệnh ở ở chỗ bán tre đó, đi qua đó là cũng 4-5 cây số vậy đó. Ừ, 7-8 cây. Ừ, chạy qua 7 cây à, thường 7 cây à, một chút mình đi cái đường này nó nhanh hơn. Tại hồi nãy mình chạy được chú cháu cậu cháu được ghe cái này mừng, rồi bắt đầu cái sắm cái thùng nước đá nè, rồi với cái bếp ga, rồi mua mì để trong đó, rồi mua một thùng nước suối. Bắt đầu cái mình đói cái cậu cháu ra bật ra nấu ăn, bắt đầu tới nước lớn chạy gì à, đã lắm, mát mẻ, không còn sợ mệt nữa. Có nghĩa là làm cái máy đúng không? Ừ. Ngủ nghỉ gì đó à, trong đó luôn. Trong đó luôn, bắt đầu cái tới nước lớn giật máy cái chạy gì à thẻ thẻ à. Ừ. Khỏi lội sình nữa. Khỏi lội sình nữa, mừng dữ không? Mừng á. Trời ơi, tôi được thằng này làm ăn tôi mừng hơn được một cái căn nhà nữa đó. Mà biết sao không, cái này là đồ mình làm ăn là mừng lắm. Biết sao, mình tự cái bộ sức mình đi gắng làm mà. Rồi sau này mình làm có tiền mình dành dụm từ từ á, mình cất nhà. Có hứa, dám hứa gì không? Rồi hứa chắc cứu không mà. Sao? Là có đồ làm ăn này á, rồi mình như mình đi ngày được 700-800, mình ăn hết 300, mình cất lại 300 đi, mình dành dụm từ từ mình cũng cất được nhà ở rồi à. Bởi vì cất nhà thì nó không còn ra tiền nữa, cất thì để đó thôi. Ừ. Còn mình có dụng cụ này, tiền ra vô nè. Ừ. Là em hơn. Ủa em là năm sau anh có chiếc ghe này anh tự cất nhà được không? Được, cất nhà đã chắc được quá. Rồi. Không có được lớn lao thật mà cũng vừa vừa ở.
15 triệu 8 bớt không chú? Nó đúng giá mà nghe. Dạ hả? Ủa, ở Đẳng mua từ thiện ra hỗ trợ từ thiện nè, đi quay clip ở Đẳng. Ở Đẳng cũng nghe mua mấy chú cũng mười mấy không mà cho anh cò nè, mấy hoàn cảnh khổ à. Dạ mua cho ảnh ảnh anh cò thì có một cái ao ước là mà có được cái ghe để làm ăn à. Thành thử là con thì ở Đồng Tháp đó à. Chạy hơn 300 cây số xuống đây á. Để hôm nay thì trước Tết quay thì có Mạnh Thường Quân ủng hộ nên thành thử là chạy mua cho anh cò đó. Thì cái đó là con mua thì nếu vậy thì tính bớt ra thêm 300 ngàn đi, 15 triệu rưỡi chứ. Rồi tại có từ thiện này mình cũng bớt thêm chút nữa. Dạ để anh cò thấy giá đó là sao? Tôi thì không, con thì không biết giá này, hồi đó giờ không bao giờ giá, cái đó là 15 tám. Dạ giá cả thì ở Đẳng thì nghe mấy ổng nói là mua nhiêu thì mình không biết, là nghe người nói nằm người mua 13 triệu, 12 triệu mấy cũng chừng. Cho nào? Lê Hùng là 13 triệu mấy rẻ hơn ha. 12 triệu mấy cũng chừng nữa. Là nó cũng chiều dài kích cỡ giống nhau luôn hả? Nó ngắn hơn nhưng mà bề ngang nó lớn hơn. Nó lớn làm sao đâu? Đâu tôi không thấy thằng đó thôi. Thằng lớn yêu cầu bề ngang lớn là ngon đó. Đấy, thằng chiếc trên 13 triệu. Thằng này đó hả? Nó cả mạnh muốn hơn thằng kia luôn. Nhưng mà nó ngắn hơn một tí. Nó này mấy thước? Nó 7m9. 7m9. Thấy chiếc đó là gần hơn á. Thấy gần hơn và thấy nó sắc sảo hơn. Thấy nó bề ngang lớn hơn, chắc hơn chiếc kia. Chiếc này hả? Thấy thằng ai nào? Biết em thì thấy vậy, còn anh thì anh thích mua chiếc nào anh mua. Mà như hồi nãy là thấy thằng nào ngon hơn coi coi. Cái hiệu nào nó ngon hơn đi sao mà cho nó cho nó an toàn với im bị biển vậy. Cho nó vững chứ. Em lấy thằng bự bề ngang lớn nó vững. Bề ngang dọc nó bị trao. Lớn nhỏ nó bị trao. Lần này đó phải không? Thì anh thích chiếc nào anh lấy nha. Rồi vậy quất chiếc này đi, nó thấy nó này mấy tấn vậy? Mấy tấn rưỡi ha. Chảy xong này thì tấn rưỡi. Nè, cái này có anh tấn rưỡi hả? Tấn rưỡi tấn sáu vậy á. Rồi thằng kia 2 tấn hả? À? Cũng tấn rưỡi à. Mà nó dài hơn. Nó dài hơn. Lấy ngắn đi. Lấy ngắn. Ngắn hồi nãy tôi cũng kiếm ngắn à. Lấy thằng 13 gì đó đi. Vậy lấy thằng đó ha. Vậy là lấy chiếc 13 triệu. Ừ. Vậy là anh chịu chiếc đó không? Chịu chiếc cái đó đó. Đi này là em không biết nha. Mua thì em cho tiền thôi. Bây giờ lại đâu để em gửi tiền ra? Ở đâu cũng được. Lại bàn cũng được. Lại bàn đi ha. Bàn ngồi nè. Dạ. Cô bác quý anh chị, anh này cái chiếc này có bớt không anh? Chiếc này là nó thẳng luôn hay gì? Nói như bên từ thiện là mình bán đúng giá cho thầy. Em thấy cái chiếc này bề ngang nó rộng hơn và ngắn hơn thì nó dễ lướt sóng hơn á. Dễ lướt sóng, nó dài quá, nó lướt sóng yếu lắm. Đây, đi lên đây. Em làm YouTube rồi cái Mạnh Thường Quân ở nước ngoài ủng hộ. Khi mà em quay lên cái hoàn cảnh của anh cò đó thì anh cò có một ước muốn đó là có một cái chiếc ghe để làm ăn. Thì hôm nay đến đây tranh thủ hỗ trợ cho anh, ủng hộ trước Tết, nhưng mà quá xa. Em đi đến đây là không phải nghỉ một đêm ở Cần Thơ đó. Em bỏ sọn lui á. Dạ. Trước đây thì em biết anh cò là mướn anh cò đi ngồi kế anh đi anh đi cò mướn anh cò đi làm cái gì đó, đi đạp mông rồi thục cá bóng cá đạp mông thục cá bóng cá. Lúc đó thì thấy đạp mông thích quá, thành thử ra là mướn anh đi đạp mông. Thì thấy đạp hoàn cảnh con đi bắt cá bóng sao bóng sao á, lòi đã đó, thằng lòi bóng sao rồi thấy đó. Cái hoàn cảnh của anh cũng khổ quá nên thành thử là quay về cái hoàn cảnh của anh luôn. Có lần nào anh cũng có coi cái bên Facebook hay là bên YouTube thấy có cũng quay bắt anh biết anh phải anh này không thục bắt mấy con cá bóng sao nhảy đó. Đúng rồi, là em quay đó hả? Cũng có mấy bạn kia quay đó. Em Bùi Hồ TV. Dạ. Thôi thì hôm nay thì đến đây cũng biết anh ha. Thì anh chịu cái chiếc ghe này. Thì em thay mặt Mạnh Thường Quân sẽ trao cho anh cái chiếc ghe này. Thì về máy móc thì mình mua sao? Ở đây mình cũng có bán máy luôn. Mà mua 18 ngựa lận.
18 ngựa. À, mua mấy xăng hả? Ừ. À, bây giờ 13 18 ngựa thì ở đây cũng có bán được. 18 ngựa rồi còn đặt hàng người ta làm bằng inox vàng rồi inox nữa, rồi mua chứng dịch chứng đồ nữa còn. Cái đó tính sao đây? Ở đó mình tính sao, hư nước mắt là vỏ đi cái. Còn 3 triệu. Biết nhà chú May đó. Chú đó 20 nhân 5 là 10 phải không? 10 triệu rồi anh đếm nha, 13 triệu. Đếm lại giùm em. Trời. Được, nghe tôi mừng muốn chết. Cha con không còn lội sinh lội bụng không còn cực nữa. Chí mừng lắm, chí nói chú Hồ qua rồi à. Qua chưa đó cậu à, bây giờ đi chơi mất rồi. Hôm nay Hồ có ghe mừng. Rồi, bây giờ anh giao liền cho em luôn nha. Giao luôn hả? À? Giao làm quay luôn hả? À? Dạ. À, để kêu xe. À, anh kêu xe đi rồi giao liền cho em, liền. Em chạy về nhà trước. Thì vậy phải cho nhanh nhanh chút đi chú. Đừng kêu xe, cái xe tháng này là lúc này nó đang chạy lúa nè. Chút xíu lâu vô nhé. Đó, vô đó. Rồi được rồi. Vô nữa đi, nữa đi. Được rồi. Chút xíu nữa đi. Kỳ này xe nó hỏng lên rồi. Kỳ này nặng mà vui hơn còn. À. Mở bếp lên luôn. Cỡ nào? Quay tôi nhiều. Rồi hiếp ở đây, ở đây. Ê, quá đừng đẩy nữa, rồi đẩy xuống, đẩy xuống mũi kia. Xuống, rồi đẩy đây. Dạ, hiếp ra sao đó đi. Này nặng 2 tấn đó hả anh? Ồ, nặng dữ hả? Quá. Chừng nó. Quá. Rồi. Út, xít, út luôn. Rồi, thấy anh này, anh gần xe là anh giúp tiếp luôn kìa. Nè. Út, nó cạo. Ủa, chở ngang vậy luôn hay xuôi? Xuôi á. Rồi. Quá. Bây giờ lên. Quay đi kiếm chỗ nào nó kiếm gọn gọn quay đấy. Kiếm chỗ nào gọn gọn. Anh nó kiếm chỗ nào gọn gọn quay đi. Để xuống này. Đây. Đè ngồi xuống. Lấy cái đó kìa, cái thảm dưới đó. Để cho ngay cái này nãy. Ờ thấy vậy mà chở cũng dễ ha. Dễ. Đúng đúng. Nãy em tưởng đâu là xe tải lớn không chứ. Đúng vô rồi. Tải khó chở ha. Ờ. Thấy hôm nay có một cái chiếc ghe nhưng mà vui ghê á. Anh này anh phải cơi một cái cây vô đây để anh ngồi đây anh lái hả? Ngồi chỗ này anh lái rồi anh cơi cái này cho chổi lên cái đầu. Tới khỏi rồi ông ngồi chứ chỗ vừa. Ông ngồi nữa được rồi. Này của anh đó ha. À, Minh Thành. Chưa tới đến hai cô bác Minh chị mà ở Sóc Trăng thì có lại anh Thành hả? Yeah. Rồi em ơi em có buộc không? Có chọn mình chọn nó chạy á. Không có tiền đền đâu. Không có tiền đền chả ăn tiền á. Chở này cũng cực nha. Nghiêng á, cái bển là nghiêng cổ luôn đó. Nên đây ngồi là phải nằm sát bên đây. Ờ này sao bo cua ta? Được hết á, được hết á. Rồi nằm sao ồ chạy lỡ mà mấy chục cây số rồi sao cũng vậy trời, chạy tới Vĩnh Châu luôn rồi. Ồ ghê à, chạy giết cái quen nghề mà làm nghề nào quen nghề nấy. Chạy chiến vậy là được bao nhiêu tiền anh? Trăm rưỡi. Trăm rưỡi đi con xanh hả? Ờ con xanh á. Ờ lại đẹp với mày á. Trăm rưỡi hôm nay. Cái cảm giác bây giờ sao rồi? Em mới thấy khỏe, phắn con người, thấy vui, cảm thấy vui dữ lắm á. Bớt cái nỗi buồn chưa? Bớt cái nỗi buồn mà hết lo lắng gì cái gì. Ở bên đây là tài trợ cho anh này hả? Dạ. Rồi chị tài trợ là bớt rồi, cảm ơn rồi. Ờ. Hôm nay mà có gặp tài trợ, gặp anh chở chiếc xe gì cũng lạ ha. Lạ không? Cái xe đây quê là bây giờ mình chỉ cần cái công việc tiếp theo là đợi cho anh một anh gì? Chủ anh đó sẽ chở về nhà anh thôi. Là xong rồi. Cô bác quý anh chị sau một thời gian đợi thì chiếc ghe cũng được chở đến rồi. Và bây giờ anh cò phải chuyển cái chiếc ghe này đó, chiếc vỏ lại chứ, xuống cái bờ mương ở bên kia để cho nó ở dưới nước luôn chứ không có thể chở về nhà.
cỏ mận lắm cô bác với anh chị ơi. Rồi được tới đó rồi, cái chú anh đó anh chở hay ghê á. Là người Khmer nên nói chuyện mình không có hiểu gì hết. Anh co để đâu? Đâu 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 để đâu? Chưa co. Ừ. Mình xuống cái đường này mình để đây, rồi mình tạm thời mình mượn người ta để đây một chút, rồi mà mới mốt mình đào phía bên kia mình để cái ủng. Có nghĩa là cái này là mình đào một cái mương, mình che máy là hả? Mình che máy gì đó đừng cho nó nắng. Đó như của mọi người đó, thấy không? Dạ. Cái cổ đó nó đi vậy đó. Ừ. Cũng vẫn có cái mông trên sườn, chiếc nào cũng vẫn có. Thấy ghe này anh cũng giống ghe này, bự hơn ghe này nữa. Ừ. Của anh bự hơn á. Bự không? Bự hơn thật đấy. Mà bự hơn nó an toàn hơn. Ờ. Phải chắc cũng cỡ đó hả? Đúng rồi, cỡ chiếc ngoài á. Nó thằng đó nó mới mua đó. Nó cái máy của nó mới tinh đó, thấy không? Ờ. Dàn cái nóc luôn đó. Là 18 ngựa đó, cái chùm nó là của chú Quết á. Ờ. Nào nó mà. Chẳng không à. Đợt sau em xuống là anh chở em đi chơi. Rồi ok là xuống rồi mình đi tham quan luôn ha. Ừ. Đi vòng vòng cho nó thoải mái hơn, người mình quay vòng vòng chơi. Bây giờ ghe của ta mình đâu đi được. Ừ đúng rồi. Yêu cầu bây giờ mình có ghe là mình phải có máy mới đi được chứ. Ừ. Có máy làm gì đi nổi. Bây giờ ta tại chợ cho mình là một chiếc vỏ rồi, bây giờ mình kiếm cái chiếc máy nữa, cái máy nữa. Không máy tại chợ luôn. Cho luôn, cho một bộ mà rồi còn đồ mua vật dụng đủ thứ ở trong này nữa chứ không phải là có nhiều mà đủ hết. Mua cái máy còn bỏ rồi còn mua đồ sắm đồ làm nữa. Ừ. Chút đỉnh nữa cái gì đó. Vậy là lo ăn lo mặc. Ừ. Làm được rồi. Mình lo là làm thôi. Đừng chơi là được rồi. Đừng có chơi bời không có đó không nên ạ. Ờ. Cái đó chết rồi. Tham gia đường đó là kể như không êm rồi đó nha. Mà ghe này tôi thấy hình như là cũng bự nè. Bự nè. Bự rồi nó chắc nữa. Ờ bây giờ em không có kiên vụ em quay máy nha. Em quay. Cứ quay đây, đây để làm được rồi. Ờ. Ông xía chứ, ổng đây tôi đứt luôn hả? Ông xía đứt đi, tôi ổng ở đầu cho. Ừ. Mày lớn, ông mạnh ông nội. Ai mạnh đó thì vô. Cho mày đặt bỏ nè. Ừ. Mày giết đó đây tôi đây nè. Mày giết già. Trời ơi, ổng mạnh lắm nội vô. Ở chiếc ghe này, khoảng nhiêu ký ta? Hả? Này cũng thấy nhẹ. Nhẹ ha. Nó mình khiêng gì nó nhẹ, nó dài nó nhẹ thôi mà, nhưng mà nó chở xuống nước nó chở lực lắm. Ờ. À. Chở tấn mấy lần đó. Dạ. Đi cho này nói. Ừ. Nói không chú? Thì nó cho tầm lọc luôn á. Khoan. Cho nó xuống cái đầu cái. Rồi, đẩy xuống tí. Quá em ơi. Em ơi. Xuống cái mỏ là cá tôm đầy ghê luôn mà nghĩ này ha. Ừ. Mát mẻ liền. Vô. Thầy bà luôn. Rồi, vậy thôi. Nước lớn lên nó. Rồi. Rồi ghe này bự hơn mấy ghe kia đó trời. Ghe này bự á. Bằng ghe này nè. Nè bằng ghe. Ừ. Mấy cái chiếc xuồng này là bên Minh Thành bên không? Bên Minh Thành không? Dạ. Mình mua ổng không á? Ờ. Tại vì mấy ghe buộc cái. Buộc cái. Nhưng mà em thấy chiếc ghe này bự bằng ghe ngoài đó đó. Ờ bằng đó. Thì nó mét nó bằng nhau đó. Dạ. 9 mét 7 mét 7 mét 9 hả? Mà cái loại này loại tải. Ừ. 7 mét 9 mà nó tải 8 mét rồi. Cái hông này nhìn bự ha. Ừ, nó được. Không có lắc. Mình đi biển không lắc. Còn cái mà nó dài quá. Cái này nhưng mà cái bụng nó nhỏ nó lắc. Ừ lắc lắm. Con này nó cái vỏ tải mà. Thằng vỏ tải thì nó bụng nó nhỏ. Nghe bụng bự thì nó tải. Rồi cảm ơn anh chú nha. Ừ. Chào nha. Sao? Rồi cột lại ha. Cột á. Hồi nước lớn cái đây luôn á. Không sợ nó trôi không? Đi hả? Sợ nó trôi á. Mừng quá rồi. Ủa đâu có dây sẵn vậy? Dây mượn người ta chút xíu cũng tháo trả. Còn đi mua neo mua bọng nữa. Của em là Bùi Hồ TV. Bùi Hồ TV. Tôi phải coi biết này lắm người ta thấy. Anh đó nói trên tên gì? Cũng
dễ nói chuyện đồ chơi thôi mà cũng dễ chịu lắm. Rồi xong chưa? Xong. Giờ về hay sao? Giờ mình bia. Hôm nay thì đủ hết thành viên trong gia đình mình rồi đó hả? Đủ rồi, còn thiếu một Chí đi chơi đây. Nói chung là cũng khá là vất vả khi mà phải đi mua ghe chạy đi về mười mấy cây số. Okay. Sau khi mua ghe được, cái ước muốn của anh thì bây giờ anh như thế nào? Thì cái ước mơ của tôi bây giờ tôi thấy hiện thật rồi. Bây giờ được của bên Mạnh Thường Quân rồi, bên cũng các cô các anh chị đã giúp đỡ cho tôi rồi, cũng rồi với chú phụ hồ cũng vậy, được hướng dẫn để giúp gia đình tôi. Thì bữa nay tôi xin thay mặt cũng cảm ơn của Mạnh Thường Quân rồi các cô anh chị cũng giúp cho tôi, gia đình tôi được một sự việc bất ngờ để chưa từng có được. Cho đến ngày hôm nay vợ chồng tôi rất là mang ơn và rất là cảm ơn rất là nhiều, không biết nói sao mà cho hết được. Cái chị bây giờ thấy vui không? Vui. Vui hả? Chị khi nào con chị có em bé, mang em bé mà Phong? Chưa, khi nào? Chưa, hả? Chưa hơi lớn, chưa bụng chưa hơi lớn. Nếu gì mãi mà quay tăng. Thưa cô bác của anh chị, thì cũng một thời gian khá lâu thì Bùi Hồ mới quay trở lại gia đình anh Cò. Vì cái khoảng cách địa lý khá là xa, hơn 300 cây số mà phải đi, không phải là thang nhưng mà phải chạy đi 2 ngày thì mới đến đây. Hôm nay thì cũng tranh thủ thời gian để mà đi cùng với anh mua cho anh một cái chiếc ghe. Thứ hai là mua cho anh một cái máy với lại lưới, nhưng mà máy với lưới thì ở Bạc Liêu nó xa đây, nên là nữ là sau này thì Bùi Hồ sẽ quay trở lại nhà anh. Và xem việc nhà anh làm ăn như thế nào. Thì hôm nay á thì mua được chiếc ghe xong rồi. Thì em đến đây thì cũng thứ nhất là hỗ trợ anh mua ghe, mua máy, cũng trao cho anh một số vốn để làm ăn. Thì trước khi mà trao cho anh một số vốn anh làm ăn á, thì anh với chị cho em thông qua cái danh sách Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho gia đình của mình. Ha. Thì cái đợt đầu tiên á, thì em ủng hộ cho gia đình của mình là 12.200.000 đồng. Là đợt 1 đó. Thì trong khi đó là Mạnh Thường Quân có tên là Thanh Hoàng ở Việt Kiều Mỹ là gửi 600 USD. Sau đó mình mua đồ là 200 USD, còn lại 400 USD. Ở gia đình cô An với lại chị Hà là 200 USD là Việt Kiều Mỹ. Anh Thanh ở Mỹ là 1.000.000 đồng. Chị giấu tên ở Canada là 1.000.000 đồng. Cô Lý Thị Sương là 1.000.000. Thì tổng cộng số tiền là 12.200.000 đồng. Mình mua vật dụng tất cả gồm có bếp ga đồ luôn đó. Thì hôm đó là quạt máy đồ luôn là mình mua hết 5.400.000 đồng. Thì mình còn lại là mua mồm mền quần áo đồ luôn là còn lại là 5.500.000 đồng. Thì em có giao cho gia đình mình trước Tết để mình ăn Tết. Thì hôm nay đợt 2 này thì anh nói có một cái ước muốn là anh muốn mua ghe. Thì đây em xin thông qua cái danh sách Mạnh Thường Quân ủng hộ mình, đó là người gửi tên là Quân Trần ở Việt Kiều Mỹ gửi cho mình 22.000.000 đồng. Chú có tên là Bình Phạm Kenvin ở Việt Kiều Mỹ gửi cho mình là 4.000.000 đồng. Liên Trần Việt Kiều Mỹ gửi cho mình là 5.000.000 đồng. Cái người gửi tên là Tân Hoàng gửi cho mình 600 USD đó, thì mình sử dụng hết 200 USD ở đợt Tết, thì mình còn lại là 400 USD. Thì tương ứng đổi lại là 9.250.000 đồng. Vậy cái số tiền đợt 2 mình cũng tương đối là khá lớn, đó là 40.250.000 đồng. Thì sau đó mình mới mua một cái chiếc ghe là 13.000.000 đồng. Thì mình sẽ còn lại là 27.250.000 đồng. Mà trong khi đó thì ước muốn của anh đó là chỉ có 30.000.000 là đủ lắm rồi. Đúng không? Hôm nay thì nó lại dư ra rất là nhiều. Thì dư ra một số vốn như thế này thì mình còn lại mua ghe nè, mua lưới và số tiền xây sở còn nữa. Còn mua xăng bổng rồi mình thứ xây sở nữa. Dạ, thì Bùi Hồ thay mặt cho anh Cò và gia đình của anh cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân ở trong nước cũng như ngoài nước đã hỗ trợ gia đình của anh trong cái quá trình mà ủng hộ gia đình anh. Thì đường xá xa xôi với lại cận Tết nên sau Tết thì mới đến đây để thăm gia đình anh, trao gia đình anh. Thì có gì Mạnh Thường Quân thông cảm, cũng như là đầu năm mới thì cho có một cái bất ngờ. Đó là danh sách em thông qua. Thì bây giờ em sẽ trao cho mình cái số tiền là 27.250.000 đồng.
anh chị có bao giờ gặp cái trong cái số tiền lớn này chưa? Chưa. Là từ hồi đó giờ 10 triệu còn chưa gặp nữa, bởi vì mình quen làm được ngày hai ba trăm, hai ba trăm à. Vậy chưa gặp được 200 ngàn nữa. Nói vậy thôi. Thì tôi thấy cũng thấy cái số tiền này cũng rất là lớn, rất là đối với tôi. Nếu tôi chắc tôi làm không bao giờ có số tiền này đâu. Nếu mà không nhờ Mạnh Thường Quân và các anh chị mà giúp đỡ cho gia đình tôi thì chắc tôi không bao giờ có một số tiền này lớn như thế này. Và chưa cầm được 500 ngàn, 200 ngàn nữa hả? Rồi. Hôm nay con giao cho bà giữ thứ cầm nha. Dạ. Dạ. Cho mình xin 200 ngàn. Cho bà xin 200 ngàn ha. Thì con trích cái quỹ này ra, con lát nữa con trích cái quỹ này ra. Nó anh cò đưa cho bà 500 ngàn đi ha. Rồi em sẽ giao cho anh 27 triệu 250 nghìn đồng. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. Anh cầm 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. Là 20 triệu. 1, 2, 3 triệu, 4 triệu, 24 triệu, 25 triệu, 26 triệu, 27 triệu, 250 nghìn đồng. Bà sao bà? Bây giờ cho mẹ đi. Thôi bây giờ anh cầm anh trao cho bà đi. Anh trao cho bà. Trao cho bà 500 ngàn cũng được nữa. 500 ngàn đi anh. 600 đi. Ý. Lấy 50 lại. Vậy nè, cho mẹ 600 đi để uống cà phê. Rồi, bà thấy vui không? Của bây giờ tôi xin thay mặt, tôi cũng nói nhiều lần, bây giờ tôi xin thay mặt cảm ơn của Mạnh Thường Quân, các cô anh chị ở ngoài nước và trong nước được giúp đỡ cho gia đình của tôi thì tôi rất là mang ơn nhiều. Rồi chúc anh chị và của Mạnh Thường Quân sức khỏe dồi dào, làm ăn được phát tài phát đạt. Rồi tôi sẽ từ nay hứa là tôi sẽ cố gắng làm ăn hơn, của đồ gì mà những dụng đó để anh chị để giúp đỡ cho tôi sẽ cố gắng hơn nữa, chứ không để cho thiệt thòi và sự hài lòng của các anh chị ngoài nước và trong nước nha. Anh còn như thế này, bây giờ số tiền nó cũng đối với mình cũng khá là lớn. Khá là lớn. Bây giờ thì hiện nay còn được 27 triệu. Không tới thì anh mua ghe. Mua ghe thì xong rồi. Bây giờ mình còn mua máy và mua các vật dụng để đi biển. Và anh mua hết cho em nha. Mua hết rồi. Còn bao nhiêu đó anh cứ giữ và xây sở. Nhớ anh xài tiền cho Mạnh Thường Quân đúng mục đích. Thì cái việc mà tiền này đó thì nước ngoài gửi về, nên cái tiền ở Việt Nam thì có giá trị hơn. Nhưng mà Mạnh Thường Quân cũng làm lụng rất là vất vả. Nên mình cứ lao động hết sức của mình. Con cái của mình khỏe mạnh thì mình lao động hết sức của mình. Mình sẽ làm cho Mạnh Thường Quân thấy bây giờ mình đã được giúp đỡ, mình làm được. Rồi tôi cũng mong muốn vậy. Bà vui không? Vui. Tôi cũng làm cho các Mạnh Thường Quân, các cô anh chị ở ngoài nước trong nước, tôi sẽ cố gắng hết mình. Một năm nửa năm sau em trở lại thì gặp anh như thế nào? Rồi sẽ chắc cũng khoảng, nếu làm được thì sửa nhà cửa lại nữa. Bởi vì mình đi được 500, 400-500 mình ăn ít, để lại ít, rồi mình để sau này còn sửa chữa cho gia đình được, đừng có dột nát, để cho con nó có chỗ, có nơi ăn nghỉ cho nó, để dành học hành. Cái tổng cái chi phí mà em hỗ trợ cho anh giờ hơn 50 triệu. Hơn 50 triệu. Phải rồi. Thì chắc một lần nữa thì cũng 2 giờ rồi, mà đường xá xa xôi. Hôm nay em gặp đến gia đình mình thì trước tiên là em sẽ chia buồn gia đình mình về sự mất mát rất là lớn lao này của anh Quen. Thứ hai là em muốn chia sẻ, thay mặt Mạnh Thường Quân chia sẻ phần nào đó những cái khó khăn trong cuộc sống của mình về vật chất với rất nhiều đứa bé như thế này. Em mong anh là đừng làm cho em cũng như là Mạnh Thường Quân thất vọng, và với cái số tiền này có được
với số tiền này vừa có vốn mà vừa có tiền xoay sở thì anh chị cố gắng tích lũy làm ăn để càng ngày càng phấn đấu thêm. Người ta chỉ giúp mình được một lần thôi, nếu như mà lần sau mà mình làm càng khổ hơn nữa thì người ta không giúp nữa đâu. À, cố gắng nha anh nha. Dạ. Sẽ hứa. Rồi cảm ơn chú phù hộ rất là nhiều, cũng gắn đừng xa xôi, gắn lại giúp gia đình của hai vợ chồng tôi. Thật ra thì em anh cũng mới quen thôi. Rồi cũng mình cũng có duyên với nhau, cũng vì việc vậy thôi. Mình cũng thấy giúp cho con về gì cũng mang ơn. Rồi, bye bye, chào tạm biệt. Bye bye.